Xin chào các anh em, mình là Leo và hôm nay Genshin Impact đã công bố chính thức cái chương trình giới thiệu phiên bản đặc biệt mới của mình vào ngày 9 tháng 7. Nhưng mà lần này nó có một cái khác hơn so với lại những cái lần trước, đó chính là cái thời gian công chiếu chính thức trên kênh Twitch thì nó bằng đúng với là cái thời gian công chiếu chính thức tại Trung Quốc. Mình đã quy đổi ra giờ Việt Nam cho các anh em, đó chính là cái bản công chiếu chính thức ở trên Twitch sẽ là 7 giờ tối giờ Việt Nam vào thứ 6 ngày 9 tháng 7. Còn công chiếu chính thức ở trên YouTube thì nó sẽ trễ hơn 4 tiếng là nó sẽ phát sóng vào lúc 11 giờ đêm ngày 9 tháng 7. Và các anh em có thể nhìn thấy tại đây hình ảnh của bức tượng lôi thần cùng với lại đôi cánh Mechanic của mình. Rõ ràng là miHoYo đang muốn xây dựng mỗi vùng đất như là một kiểu một thế giới. Đối với lại vùng đất lôi thần chính là cái thế giới của Mechanic. Còn đối với lại thảo thần thì mình nghĩ rằng đó sẽ là cái thế giới của khoa học và tự nhiên. Còn đối với lại thủy thần thì mình nghĩ rằng nó sẽ là một cái thế giới nằm dưới đáy biển. Điều này cho chúng ta thấy rằng thế giới Genshin Impact đang dần được mở rộng ra theo một cái hướng rất là đáng kinh ngạc. Không đi theo những cái lối mòn cũ các anh em, mỗi thế giới, mỗi khu vực là một cái sự sáng tạo hoàn toàn mới. Và với cái cập nhật lớn này thì lão quay Hilichok kỳ lạ ở trong game đó các anh em, một trong những cái người sáng lập ra miHoYo sẽ cùng với lại nhóm phát triển cùng nhau giới thiệu chúng ta tới với phiên bản mới này. Ngoài ra các anh em cũng đừng quên, trong thời gian phát sóng thì sẽ có mã thưởng được phát bất ngờ nữa. Thông thường đối với lại những cái chương trình giới thiệu phiên bản đặc biệt thì chúng ta sẽ có 3 mã đổi thưởng với lại tổng phần thưởng là 300 nguyên thạch cộng với lại rất nhiều những cái phần thưởng giá trị nữa. Tuy nhiên cái lần giới thiệu này thì có vẻ như là lớn hơn những cái lần trước, vì vậy cho nên là bao nhiêu mã đổi thưởng thì mình cũng không dám chắc. Như vậy là cái phiên bản giới thiệu này chắc chắn sẽ là một cái phiên bản rất là dài với rất nhiều những cái nội dung về vùng đất mới Inazuma. Mình sẽ không spoil nội dung, tuy nhiên là mình muốn giới thiệu trước với các anh em một số những nội dung mà các anh em cần phải lưu tâm. Thứ nhất đó chính là banner của nhân vật và những cái nhân vật mới. Thứ hai đó chính là những cây vũ khí 5 sao mới, những cây vũ khí 4 sao chế tạo mới và bộ thánh di vật mới. Thứ ba đó chính là những cái nội dung mới trên 3 hòn đảo của Inazuma. Chúng ta sẽ có thêm cái nhiệm vụ ma thần mới, rất nhiều những cái nhiệm vụ thế giới mới. Và dường như có rất nhiều những cái hệ thống mới cung cấp cho chúng ta rất nhiều những cái vé triệu hồi thường cũng như là những cái vé triệu hồi nhân vật. Ví dụ như là cái hệ thống thần âm hoa anh đào, nhà lữ hành hệ lôi, cái hệ thống mới để mà hạn chế chúng ta trong cái việc khám phá quá nhanh cái vùng đất này. Những cái cải thiện hệ thống, ví dụ như là cái hệ thống chuyển hóa thánh di vật 5 sao và những cái mới ở trong ấm trần ca. Ngoài ra thì các anh em cũng đừng quên, chúng ta cũng sẽ có cái sự kiện chủ đề và các sự kiện diễn ra trong suốt cái phiên bản này. Và có thể là tại cái buổi livestream này, miHoYo sẽ giới thiệu cho chúng ta biết những cái điều mà các anh em có thể rất là quan tâm. Ví dụ như là lôi thần nó sẽ như thế nào, hay là những cái định hướng, những nhân vật mới, những cái nội dung tiếp theo ở trong tương lai. Ví dụ như là thông tin về lễ kỷ niệm trong một năm ra mắt của Genshin Impact chẳng hạn. Ngoài ra thì mình cũng muốn nói về cái việc crochet lưu chéo đa nền tảng của Genshin Impact. Hiện tại thì các anh em đều biết rằng Genshin Impact có khả năng lưu chéo giữa các thiết bị PC và điện thoại. Còn đối với là hệ thống PlayStation, PS4, PS5 thì hiện tại vẫn chưa cho lưu chéo. Còn đối với là cái bản Genshin Impact trên các thiết bị Nintendo Switch thì đã giới thiệu từ rất lâu rồi, nhưng mà đến bây giờ thì vẫn chưa thấy tăm hơi đâu. Và theo như là cái trang Genshin Report thì bắt đầu từ ngày 21 tháng 7, tức phiên bản 2.0, thì Genshin Impact sẽ bắt đầu hỗ trợ lưu chéo trên tất cả các nền tảng, từ PC, di động, PlayStation cho đến Nintendo Switch là đều sẽ dùng chung cái tài khoản HoYoLab và các anh em có thể đăng nhập ở bất cứ ở đâu. Và như vậy lúc này các anh em có thể đăng nhập được cái tài khoản Genshin Impact của mình trên bất cứ một cái thiết bị nào, chứ không còn bị bó buộc trên một cái nền tảng giống như là hiện tại nữa. Và cái điều này nó sẽ được nói rõ hơn vào cái buổi công bố chính thức ngày 9 tháng 7. Nhưng mà lúc này các anh em có thể hiểu rằng chúng ta có thể đăng nhập tài khoản Genshin Impact trên thiết bị di động của chúng ta vào trong những cái thiết bị console, ví dụ như là PlayStation 4, PlayStation 5. Và như vậy là chúng ta có thể thưởng thức game, phiêu lưu trong thế giới Tevat trên cái màn hình TV khổng lồ của mình. Còn đối với là những anh em trên các thiết bị console, nếu như mà chúng ta bận rộn thì lúc này chúng ta hoàn toàn có thể đăng nhập bằng những cái thiết bị mobile của chúng ta để mà vào chăm sóc những cái nhân vật của chúng ta cũng như là tham gia những cái sự kiện hấp dẫn. Ngoài ra thì cũng có một số anh em thắc mắc là làm sao để trở thành tester cho cái phiên bản beta tiếp theo của miHoYo. Thì hiện tại miHoYo đang cho chúng ta đăng ký điền form để trở thành cái người tester tuyển chọn cho cái phiên bản tiếp theo. Và cái tuyển chọn này sẽ kết thúc vào lúc 6 giờ ngày 7 tháng 7. Mình sẽ để link đăng ký ở dưới bên dưới cái phần mô tả để cho các anh em nào quan tâm các anh em có thể đăng ký.
Tuy nhiên không phải là đăng ký là được tham gia đâu nha các anh em. Cái tỷ lệ chọi nó rất là cao, cao hơn thi đại học rất nhiều. Vì vậy cho nên là nếu như mà không được chọn tham gia thử nghiệm thì nó cũng là chuyện hoàn toàn bình thường thôi. Ok, và cuối cùng thì các anh em cũng đừng quên, chúng ta có cái hẹn nhận mã quà tặng vào tối ngày 9 tháng 7. Mã quà tặng này nó thời gian tồn tại nó rất là ngắn. Vì vậy cho nên là các anh em cố gắng là tranh thủ đăng nhập và sử dụng mã quà tặng sớm nhất có thể. Và chắc chắn là mình sẽ theo sát các anh em trong những cái nội dung mới cực kỳ hấp dẫn này. Ok, và các anh em nghĩ rằng đã hết video rồi đúng không nào? Chưa đâu, chúng ta cùng đến với lại chuyên mục hỏi đáp của kỳ này. Từ chia sẻ của bạn Nguyễn Công Toại, giá như là Ayaka được dời lại vào version 2.0. Thực ra thì cái version mới của phiên bản này chưa được công bố chính thức cả anh em. Nhiều người thì gọi là 1.7, cũng nhiều người gọi là 2.0. Còn riêng đối với mình thì mình đoán rằng có khả năng nó sẽ là 2.0 đó. Từ câu hỏi của bạn Phương Quỳnh, chị Miu Song Jun đi ạ. Ok, mình nhớ là mình có tiêu điểm nhân vật Song Jun, bạn có thể vào trong đó tìm kiếm. Nhưng mà đại khái thì nhân vật Song Jun này là một cái nhân vật hỗ trợ sát thương bằng cái kỹ năng nổ của mình. Tại vì nó yêu cầu năng lượng nguyên tố thấp, thời gian cooldown nó ngắn. Và vì vậy cho nên là bạn sẽ tập trung vào cái kỹ năng nổ này của Song Jun. Ngoài ra tại cung mệnh 2 thì kỹ năng nguyên tố của Song Jun còn có khả năng giảm thời gian cooldown. Đây là một trong những cái khả năng gần như là hiếm có nhất ở trong các nhân vật của Genshin Impact hiện tại. Vì vậy cho nên là bạn hãy cố gắng tận dụng tốt cái khả năng này. Từ câu hỏi của bạn Toàn Đức, còn bạn nào giải thích cho mình là tại sao kích hoạt chiêu của Zhongli nhưng mà lại không xuất hiện khiên vậy? Wow, bạn nhấn giữ kỹ năng nguyên tố chưa bạn ơi? Từ chia sẻ của Otaku, anh có thể chúc cho các chiến sĩ Hakaba thi tốt được không? Wow, chắc chắn rồi, thi đại học chính là cái nơi mà để các anh em thể hiện tài năng cũng như là bản lĩnh của mình. Các anh em hãy thể hiện cho mọi người thấy rằng các anh em tài năng đến như thế nào. Và một trong những cái vấn đề quan trọng nhất ở trong thi đấu đó chính là tâm lý. Hãy thả lỏng bản thân và nhất định chúng ta sẽ thành công. Tôi có hỏi của bạn Dương Trịnh Hồng. Mọi người cho mình xin ý kiến với, mình có Kayuha cung mệnh 0 cấp độ 80 và Venti cung mệnh 0 cấp độ 40. Có nên build Venti hay không? Venti mình có ngay từ lúc đầu ra game, tuy nhiên lúc đó chưa hiểu về game nhưng mà chưa biết chơi Venti nên là để xóa cái nhân vật này. Và thêm một câu hỏi nữa, đó chính là Kayuha cung mệnh 0, Venti cung mệnh 0 và Supro cung mệnh 0 thì chắc là cho Supro nghỉ hưu nhỉ? Đầu tiên thì có vẻ như là Supro phải nghỉ hưu cho đến khi mà Supro đạt cung mệnh 6, tại vì hai nhân vật năm sau kia nó chiếm hết toàn bộ các hào quang rồi. Còn câu hỏi thứ hai đó chính là chúng ta đã có Kayuha rồi thì chúng ta có còn nâng cấp Venti nữa hay không? Thì câu trả lời đó chính là có nha bạn. Tại vì sao? Tại vì Kayuha nó hỗ trợ theo một cái hướng khác, còn Venti nó hỗ trợ theo một cái hướng khác. Venti nó hỗ trợ theo cái hướng khống chế gom quái đến cái mức độ gọi là phá game. Còn Kayuha thì nó chỉ hỗ trợ sức mạnh cũng như là một phần nào đó cho những cái nhân vật ở trong đội hình mà thôi. Nói về cách hỗ trợ thì nó khác nhau, vì vậy cho nên là không thể so sánh. Nhưng mà nếu mà nói về cái sức mạnh hỗ trợ thì chúng ta có thể thấy rằng Kayuha là rất mạnh, còn Venti là phá game. Từ chia sẻ của bạn Nguyên Tân, 10 triệu Mora rồi mà vẫn cảm giác thiếu thiếu. Sách kinh nghiệm thì đủ nâng hai nhân vật lên 90, có nghĩa là sách bạn khoảng chừng 700-800 quyển rồi đó. Và 7 nhiều giải vỡ. Thì bạn không cần phải lo lắng đâu, tại vì vùng đất Inazuma này nó có rất nhiều những cái nhiệm vụ cũng như là chúng ta có trên 200 rương có thể mở được. Vì vậy cho nên là chúng ta sẽ có cũng một cái lượng kha khá sách kinh nghiệm cũng như là Mora. Ok, và cuối cùng thì mình muốn nói một tí về bản thân, đó chính là hiện tại dịch tại Nha Trang cũng như là cả nước đang rất là căng. Và có vẻ như là ngày chung đôi của mình đã bị dời lại sang đầu năm sau, năm 2022. Và có vẻ như là chúng ta sẽ gặp lại nhau nhiều hơn trong thời gian tới. Mong là các anh em đừng chán. Còn bây giờ, tạm biệt các anh em và hẹn gặp lại tất cả các anh em trong những video sau.